Ấu thấy nó cứ cơn cơn. Ơi. Thế à? Hai chậu lan, một chậu 9 cành và một chậu 15 cành cho khách nhà em. Rồi, anh đi nhá. Vâng, anh đi cẩn thận nhá, có cái dây thừa. Trời ơi, sắp mưa rồi. Anh đi nhá. Vâng. Bây giờ là tầm 5 giờ chiều tối nên là trời sầm sầm. Hôm nay có vẻ là gần Tết rồi nhưng mà trời này là thời tiết này cũng sắp mưa rồi. Ở Hải Phòng thì hiện tại là thời tiết đang chuẩn bị là mai anh kia là mưa lại Tết thôi các bác.